Đó, rồi. Bữa nay là 14 tháng 12 2021 rồi, bữa nay dự sáo hết tóc cho Bin. Hồi bữa hết tóc cho thằng Minh cha, bữa nay hết tóc cho Minh con. Cắt sao Ngọc, cắt ở nào Ngọc? Cắt đừng đi, nó chừa chừa dài dài lận nó. Nó uống nữa, uống càng nhỏ nữa. Ủa, hết sao? Thì giống như kiểu cũ mà anh cắt ngắn hơn xíu. Cắt mà sao hả? Trước để hả? Trước thấy không? Trước cắt để cho nó ngắn. Vậy là đâu có cắt không đo được. Đây. Rồi không nói dựng sáu. Không được, trời ơi, dựng sáu rồi dân kia. Tóc tóc điêu luyện mà không được. Thì có cắt người sao rồi. Em nha Bin, ngồi em đi con, dựng sáu. Trời ơi. Hết sao hồi thảnh muỗng chùa rồi thôi. Hang. Cái Bin. Trời rung ra ngồi rung luôn. Đúng lỗ tai nhớ nó nha. Hết lỗ tai lì. Nào lì là hết lỗ tai luôn. Thẳng cái đầu lên, thẳng cái đầu lên. Rồi im đi. Hồi nó phủi một lần không có phủi. Hồi những sáu phủi chào toàn ha. Gì đau? Có gì đâu đau. Ngồi im, ngồi thẳng lên. Từ, đấy nha. Con người chưa tắt. Ngồi im, không cười. Mẹ con chọc cười. Đang hồi lấy công đơn. Lấy cái lược, cắt ngoài cái lược á. Nhất là đứt lỗ tai á, hiểu không? Nhất là dựng sáo cắt thạm vô lỗ tai con á. Đó, đẹp trai rồi đó, thấy không? Một bên, chưa? Wow. Rồi khi chừng nào muốn gãi thì nói dựng sáo nha, để dựng sáo ngưng lại. Ném nào cái lưỡi ba. Cầm cái lưỡi cái con hồi dựng sáo quá còn dựng sáo lấy. Thôi để đi, để trên bàn đi. Sau này ngắn lại miếng hết pin đơn giản à, tại vì không phải hết những cái thứ cầm mì. Mẹ ẩm kìa, cô Sáu ẩm nó đi. Mà gì? Cái phụ coi cái dịnh phụ vậy không?
lên rồi. Trắng nữa không? Được rồi. Ở bên này thì hơi dài dài nè, bên này phải không? Có hỏi lấy trong đơn cái hả? Không có. À, hơi dài. Như vậy. Không có cười nha. Rồi, rồi rút không? Rồi, bắt tay hơi hơi dài hơn để chuyện sau hết bên đây miếng đó nha, ngồi em nha. Trời con ai vậy trời? Thì ép lên rồi. Cái mát bên đây được không? Ở đây cho. Ở đây dài. Mát là phải lấy cái tầng đưa ba tè ra đợi mới ai chứ. Còn dài ơi, ra ra ra. Chứ không, hồi đó hãy ấy, hồi đó hãy phủ. Rồi giờ con ngồi im nha, đi không, dựng kháo cắt trúng vô tay á, hiểu không? Rồi im nha. Ngứa quá hơn không? Chút vô mình đi tắm là hết ngứa nha. Đẹp cực kỳ luôn. Đi sáo hết đẹp cực kỳ luôn. Tẻ lại cho nó mỏng lên. Ai nhìn thấy tẻ lại cái bát ra. Trời, con khum quá vậy. Con thẳng cái đầu lên. Ừ. Rồi, cãi đó, một chút rồi rút ra cái dựng xấu. Cãi rồi đứt cái lỗ tai nè. Mày im. Mày im nha. Nào nhúc chích đứt cái lỗ tai đó.
đó trình xuống đứng. Cái máy để mỏng bớt cho nó để cắt ra đâu này. Xin xin lại điện thoại đi anh Xin. Chỗ cái cây lông đó giữa ừ. Thấy anh hay không? Thấy anh hay không? Cái không? Cái không? Nhắm mắt lại đi. Để tôi đưa đi vô bắt đó. Bước lên hướng lên như vậy. Lấy kéo thế cho nó nghe nghe. Cái này tình bằng thế. Chị bỏ mọi người đi.
Ủa, ai đẹp trai vậy ta? Thôi ngồi im nha, điện xấu. Cắt cái này nè, không là... Đẹp chưa? Giống... Giống có táp chưa? Đây hơi cao hả? Nó bị hơi lé bên đây. Mày bên đây cao, bên kia cao, cắt 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 hồi chuỗi đầu nhỏ. Rồi, quá đẹp trai. Rồi, cởi áo ra phục vụ đó, chịu vô tắm. Đây 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 không lần muốn nhìn sao muốn nhìn sao phải ngủ mà nha muốn nhìn sao hơn không nó chưa thấy kiến rồi chị nó chưa nhìn thấy đẹp đi hỏi với con kiến nha đi vô nha không vô đẹp trai quá chơi kiểu hiện đại luôn rồi kia mới đầu kêu cắt lên xíu rồi dựng sáu quốc lên em nói nghi nghi tới nợ hồn cũng giống dựng sáu mà rồi nặng đi quá đẹp quá wow đẹp quá ủa bên đang quay phim hả em ăn nha đang quay phim đang để chủ đi rồi phủi cho nó nó rồi đây con nhìn cái rào cái đầu con ơi rồi sao thấy sao nè sao được không được không không hả thích dài vậy hả trời ơi hơi ngứa dài ngứa quá tới quần tới lưng đi miếng lắm nhá tới quần tới lưng đi ngay 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 rồi vô đi tắm lớp chảnh tắm liền đi ra này này mẹ yêu quá rồi khu nhớ à cái phim nè thôi vô nè tắm thôi vô vô nha lấy cái chổi giùm ba ba quét coi chổi cái mo luôn quét cơm đậu qua thùng ghét lắm á cái máy này là anh mua như 700 ngàn 750 gì mà xài tốt lắm mấy thằng hớt tóc mà nó còn khen mà cái này đầu Trung Quốc nhưng mà pin bền cực kỳ luôn pin hả mua thùng sắt bi hay đâu cái này anh mua ở cái tiệm kia kìa nhưng mà nếu mà em muốn mua coi cái hiệu này nè súp kê gì đó súp cơ đúng luôn cái thằng này nè mới tốt nha 750 hay gì à tốt pin cực kỳ tốt luôn pin á hết đầu cả chục đầu hơn á chục lần á mới hết pin ông mua lâu chưa mua 2 năm rồi
mua cái thời mà còn học mà mua rồi anh mua luôn á, mua bộ đồ nghề rồi mua luôn. Xong, kết thúc video. Ủa? Còn nãy còn quay hả?